quý vị khán giả đã có mặt ở đây để mà ủng hộ cho bộ phim Dân Chơi Không Sợ Con Rơi. Trả lời câu hỏi của em là thật ra đây không phải là lần đầu tiên chị làm sản xuất. Chị làm sản xuất phim này là phim thứ 3 rồi. Nhưng mà đúng là đây là lần đầu tiên cái phim chị sản xuất không có chị tham gia, không có chị đóng vai vai chính ở trong đó. Thì cái cảm giác của mình là khỏe hơn em. Tại vì mình mấy bộ phim trước là Trang thực hiện hai vai trò, vừa là diễn viên vừa là sản xuất, cho nên là mình có quá nhiều việc để mình lo. Còn bây giờ là mình bỏ hẳn cái vai trò diễn viên qua một bên, là mình chỉ lo về sản xuất thôi, cho nên là cái cảm giác mình là khỏe hơn rất nhiều. Mình chỉ tập trung vào một công việc thôi. Còn về cái vấn đề mà hợp tác với anh Luật có khó hay không á, thì Trang khẳng định là khó cho mọi người. Không biết sao chứ em thấy anh Tiến Luật đang nghiến răng gì vậy? Nghiến răng. Tại vì anh Luật anh nghĩ là có sản xuất là người nhà đó, cho nên đôi khi hơi bị nhõng nhẽo, hơi bị làm khó làm dễ. Dạ không, cái thông tin đó chắc mình sẽ inbox trả lời sau. Dạ. Nhã Phương hỏi là anh Luật đóng phim này có được trả lương hay không? Trang khẳng định là không ạ. Tại vì không giấu giếm gì luôn hả chị? Còn gì giấu giếm em? Người nhà. Thì đáng lẽ lúc đầu mà mình hợp tác với lại người nhà, mình đàng hoàng đi, mình đừng có nhõng nhẽo đi, thì đôi khi là có lương. Vậy còn là cái trong... này là nhõng nhẽo quá. Vậy là trong quá trình mà... Là trừ luôn, từ từ là hết luôn. Là thuyết phục anh Tiến Luật tham gia vai chính phim này. Đúng rồi. Cũng rất là cực khổ à. Đúng rồi. Anh Luật ơi. Dạ, bây giờ tới lượt anh nè. Chị Thu Trang đã mách nước cho em biết rồi. Vậy anh chia sẻ thêm về cái sự khó khăn trong cái việc mà là chị Thu Trang phải thuyết phục anh đảm nhiệm vai chính điện ảnh đầu tiên à. Thật sự đâu có khó gì, anh chỉ bị khó ăn, khó ngủ thôi. Thì bãi với anh ngủ xong rồi dậy là lấy lương, là không có lương á cưng. Thì diễn viên chính mà ngủ chung với sản xuất thì sao lấy lương được. Khó lắm. Đúng rồi ha. Cái công đó hồi tôi trả tiền lại mệt lắm. Thôi bây giờ trước khi mà mình nhận được công đến từ chị Thu Trang, bây giờ các bạn khán giả cũng như là các vị khách quý sẽ trả công cho diễn viên Tiến Luật và một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Dạ cảm ơn mọi người đã đến tham dự cho cái buổi review ngày hôm nay rất là nhiều ạ. Ái chà chà, em hiểu rồi ha. Em hiểu những gì tối nay xảy ra với anh rồi đó. Trời báo anh. Dạ. Có điểm. Dạ và câu hỏi tiếp theo em xin được phép